Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, vừa qua chính quyền tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc cho biết ít nhất 45 người thiệt mạng và 89 người bị thương trong trận động đất mạnh 5 độ Richter xảy ra vào sáng cùng ngày tại huyện Vĩnh Thiện, thành phố Chiêu Thông. Theo các quan chức địa phương, trận động đất đã làm hư hại hơn 2.300 ngôi nhà, trong đó có 82 căn nhà bị sập hoàn toàn, khoảng 150 km đường bộ, đường hầm cùng hệ thống thông tin liên lạc tại 5 thị trấn bị hư hại nghiêm trọng. Gần 1.500 người dân địa phương, cảnh sát và bộ đội đang phối hợp với cứu hộ tại vùng xảy ra động đất. Các thành phố lân cận đã cử khoảng 300 lính cứu hỏa tới hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả động đất. Cơ quan địa chất địa phương cho biết, đến 8 giờ sáng theo giờ địa phương đã xảy ra tổng cộng 22 dư chấn lớn nhỏ khác nhau. Tỉnh Vân Nam của Trung Quốc thường xảy ra động đất gây thương vong lớn. Trước đó, tại thành phố Chiêu Thông cũng xảy ra một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter, khiến 850 người thiệt mạng và 100.000 ngôi nhà bị phá hủy. Nói đến động đất, chúng ta lại nhớ đến thảm họa khủng khiếp nhất ở Trung Quốc trong 3 thập kỷ gần đây là trận động đất tại Đường Sơn năm 1976. Mặc dù đã hơn 45 năm trôi qua, động đất Đường Sơn vẫn là nỗi kinh hoàng đối với không chỉ riêng người dân Trung Quốc mà còn của cả thế giới. Trận động đất gây thương vong nhiều nhất thế kỷ 20. Vào lúc 3 giờ 42 phút sáng ngày 28 tháng 7 năm 1976, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Tâm chấn của trận động đất nằm ở trung tâm thành phố Đường Sơn. Trong phút chốc, một thành phố với dân số 1 triệu người đã biến thành đống đổ nát. Tính mạng và tài sản của người dân cũng như tài sản quốc gia bị tổn thất nặng nề. Diện tích thiệt hại của trận động đất vượt quá 30.000 km2 và khu vực bị ảnh hưởng lên tới 14 tỉnh, thành phố và khu tự trị, tương đương với 1/3 diện tích của Trung Quốc đại lục. Trận động đất đã khiến gần 255.000 người thiệt mạng, 1.645,81 triệu người bị thương nặng và hơn 1.700 người bị thương tật vĩnh viễn chỉ riêng ở thành phố Đường Sơn, 14,79 triệu m2 cơ sở hạ tầng công cộng bị phá hủy và 5,3 triệu ngôi nhà bị sập. Trận động đất Đường Sơn là trận động đất kinh hoàng nhất trên thế giới trong thế kỷ 20. Hàng triệu người mất nhà cửa và những năm tháng đau đớn về tâm lý của hầu hết những người sống sót đã khiến Đường Sơn một thành phố công nghiệp có lịch sử hàng trăm năm sa sút trầm trọng. Động đất Đường Sơn là nỗi đau không thể phai mờ trong tâm trí của người dân Trung Quốc. Khi lịch sử được ấn định vào ngày 28 tháng 7 năm 1976, Đường Sơn, một thành phố công nghiệp bên bờ biển Bột Hải đã rung chuyển. Đây là trận động đất có số lượng người thương vong lớn nhất cho đến hiện tại. Kể từ đó, những ký ức đen tối đã bao trùm lên toàn thành phố. Nhà máy rửa than mỏ Lâm Tây của tập đoàn khai thác than Khai Loan bị sập. Cầu Thắng Lợi ở thành phố Đường Sơn bằng bê tông cốt thép bị gãy sập trong trận động đất kinh hoàng. Khi thảm họa xảy ra, các thành phố và làng mạc tràn ngập nỗi đau lớn. Nó dữ dội đến mức người dân Đường Sơn đã quên khóc trong một thời gian. Dưới bầu trời thành phố xám xịt, đâu đâu cũng thấy bụi bốc lên từ những ngôi nhà sập. Những tấm bê tông đúc sẵn bị vặn vẹo và gãy nát. Đâu đâu cũng có tiếng kêu la thảm thiết của những người bị thương và những cái xác ngổn ngang. Thành phố rơi vào tuyệt vọng chưa từng có, mọi người bắt đầu lan truyền tin đồn trời sập. Những người còn sống bắt đầu chạy trốn lên núi, thậm chí có người còn trèo lên đường dây xe lửa vì họ cho rằng đường dây dài sẽ không dễ dàng sụp xuống đất. Thành phố Đường Sơn nằm giữa điểm nâng hai ngọn núi Âm Sơn, Yến Sơn và điểm trũng Ký Bột ở vùng trũng Đồng Bằng Hoa Bắc trên vành đai đứt gãy Bắc Kinh, Thiên Tân, Đường Sơn và Bột Hải. Có 252 trận động đất ở khu vực Đường Sơn được ghi lại trong danh mục động đất Trung Quốc, thảm họa đến rồi đi, để lại chết chóc và tang thương. Nhắc đến động đất Đường Sơn, người ta chỉ nhớ về những con số khủng khiếp cùng hình ảnh tan hoang. Song giữa tâm thảm họa đã có những con người oằn mình để cứu lấy nhau. Một người được cứu ra khỏi đống đổ nát cũng là cả sự nỗ lực to lớn của máu thịt và nước mắt. Hậu thiên tai, đau thương còn mãi, người ở lại vẫn phải sống tiếp. Từ khoảng 5 giờ sáng hôm sau khi trận động đất xảy ra, những phát thanh viên đã thực hiện nhiệm vụ vừa đi xe đạp giữa đống đổ nát của Triệu Khách Trang với bán kính 3-4 km vừa phát đi phát lại thông báo để duy trì an ninh trật tự. Trong sự hoảng loạn của đống đổ nát, giọng nói quen thuộc từ đài phát thanh di động đã mang đến cho mọi người sự an ủi lớn lao và họ nhanh chóng tổ chức để tham gia vào hàng ngũ cứu trợ động đất.
trong mắt, tất cả những người sống sót cứu mạng là điều quan trọng nhất, cả những người tù nhân trong trại giam thành phố Đường Sơn. Các tù nhân được tổ chức thành 3 đội giải cứu, một đội giải cứu đặc biệt với sự giám sát của lính canh có vũ trang, với máu trên tay và mồ hôi trên mặt. Các tù nhân cẩn thận khiêng những đứa trẻ bị thương và những người già sợ hãi. Hầu hết những người được cứu khỏi đống đổ nát đều bị thương nặng, nhiều người bị đứt lìa tay chân. Mỗi khi cứu được một nạn nhân, các phạm nhân không khỏi khe khẽ thở dài, thậm chí có người còn rơi nước mắt. 10 phút sau khi trận rung lắc kết thúc, 5 người thợ mỏ ở trấn Triệu Khách Trang cố gắng rũ bỏ đống than vụn đứng dậy. Lúc này, mọi người mới phát hiện mình đã rơi vào tình thế tuyệt vọng. Nước sắp tràn lên, thông gió bị bịt kín, lòng đường nhiều chỗ sạt lở, lối đi lại bị phong tỏa, khiến không khí dưới lòng đất ngày càng loãng. Sau 5 con người này sống sót sau 15 ngày dưới lòng đất, tạo nên kỳ tích trong chuỗi ngày tăm tối ở Đường Sơn. Ông Trương Ngọc Thanh thuộc đội quân y đang khám bệnh cho quần chúng. Sau trận động đất Đường Sơn, ông được chuyển đến vùng thiên tai để cứu trợ động đất. Ông không bao giờ quên rằng trong số 3 ngày 3 đêm liền, tất cả các nhân viên y tế đã không ngủ, dù chỉ trong vài phút. Do làm việc quá sức, Trương Ngọc Thanh đã 3 lần ngất xỉu. Sau khi tỉnh dậy, tôi rửa mặt bằng nước lạnh và lập tức đi cấp cứu những người bị thương. Khi đó, dư chấn rất mạnh, cứ vài giây lại rung chuyển. Đội ngũ y tế của chúng tôi không màng đến an toàn của bản thân, ngày đêm cấp cứu những người bị thương. Ông Doãn Hiểu Thần, 75 tuổi, chàng quân y năm xưa nói khi nhớ lại hơn 40 ngày đêm trải qua thảm họa ở Đường Sơn năm 1976. Sau trận động đất, nhân viên y tế bắt đầu công việc phòng chống dịch bệnh mạnh mẽ. Một ngôi làng trở thành khu vực phục hồi chức năng cho những bệnh nhân bị liệt sau trận động đất. Gần 50 năm qua, nỗi đau thể xác do trận động đất gây ra cho người dân Đường Sơn đã dần nguôi ngoai. Những vết thương lòng về tinh thần vẫn còn dày vò những người sống sót sau thảm họa. Diệu Thúy Cần là nữ quân nhân đã bị thương và tàn tật trong trận động đất Đường Sơn. Vượt qua nỗi đau, Diệu Thúy Cần tiếp tục sống nhiệt huyết và thường xuyên hát cho các bệnh nhân trong viện dưỡng lão. Những bông hoa bách hợp trắng muốt và cẩm chướng hồng được dâng lên ở đài tưởng niệm sự kiện động đất Đường Sơn, như lời hỏi thăm của người còn sống đến những người đã nằm xuống mảnh đất này. Đây chính là đài tưởng niệm các nạn nhân trong trận động đất kinh hoàng ở Đường Sơn năm 1976. Những cái tên được khắc lên trên những tấm bia lớn, may mắn thì được người nhà tìm thấy và nhớ đến, còn không chỉ có thể nằm đó như một nét trầm của lịch sử. Người dân Đường Sơn cứ đến tiết thanh minh sẽ đốt tiền giấy trên các con đường ngõ hẻm, hàng nghìn đốm lửa thắp lên rải rác khắp thành phố như xoa dịu những người đã nằm xuống tại mảnh đất này. Kính thưa quý vị, một trận lở đất khác cũng đã chôn vùi một ngôi làng ở huyện Mao, Tứ Xuyên, Trung Quốc vào cuối tuần qua. Số người chết đã tăng lên 52 vào ngày hôm qua và 133 người bị mất liên lạc. Một số chuyên gia cho rằng vụ lở đất có liên quan đến trận động đất ở Vân Xuyên năm 2008 và người ta suy đoán rằng vụ lở đất là do lượng mưa liên tục gây ra. Tuy nhiên, trong khi thế giới bên ngoài vẫn đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm những người mất tích, thì những hình ảnh cứu trợ thiên tai của các quan chức và binh lính được Đảng Cộng sản Trung Quốc công khai đã bị cư dân mạng vạch trần là dàn dựng. Một số tỉnh ở miền Nam Trung Quốc gần đây đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng. Theo báo chí nước ngoài đưa tin, tính đến tối ngày hôm qua, ít nhất 31 người đã thiệt mạng và 25 người mất tích, hơn 2,9 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông nước ngoài, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Quảng Tây và các tỉnh khác của Trung Quốc đã có mưa lớn liên tục trong nhiều ngày và thiên tai nghiêm trọng đã được báo cáo. Tại tỉnh Hồ Bắc, ít nhất 15 người chết, 22 người mất tích và hơn 990.000 người bị ảnh hưởng. Tại tỉnh Giang Tây, 10 người chết và 9 người mất tích và hơn 920.000 người bị ảnh hưởng. Tại khu tự trị Quảng Tây, 16 người chết, 7 người mất tích và dân số bị ảnh hưởng khoảng 750.000 người. Tại tỉnh An Huy, hơn 190.000 người bị ảnh hưởng. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng bởi thiên tai là hơn 260.000 ha. Ngoài ra, nhà chức trách Trung Quốc dự đoán trong 3 ngày tới sẽ tiếp tục có mưa lớn ở phía đông bắc tỉnh Quý Châu, phía đông tỉnh Hồ Bắc, tây bắc tỉnh Hồ Nam, phía nam tỉnh Hà Nam và phía tây tỉnh An Huy, và lũ lụt có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, các nhà chức trách Trung Quốc dự báo trong 3 ngày tới sẽ tiếp tục có mưa lớn ở các tỉnh phía nam, lũ lụt và lở đất có thể xảy ra rất nghiêm trọng. Gần đây, Đông Nam Á bị hạn hán nghiêm trọng nhưng có thể có lũ lụt nghiêm trọng ở miền bắc Trung Quốc.
Theo báo chí nước ngoài đưa tin, thời gian gần đây, Trung và hạ lưu sông Dương Tử của Trung Quốc liên tục bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, mực nước không chỉ tiếp tục dâng cao mà thậm chí còn vượt kỷ lục mực nước cùng kỳ trên sông Dương Tử năm 1998. Dự kiến Trung và hạ lưu sông Dương Tử cũng sẽ hứng chịu lũ lụt lớn trong năm nay. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông nước ngoài, Cục Thủy văn của Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử cho biết, dự án bảo tồn nước Tam Hiệp trên sông Dương Tử đã theo dõi dòng chảy khoảng 18.000 mét khối mỗi giây từ thượng nguồn sông Dương Tử, 8 ngày liên tục vượt qua 25.000 mét khối mỗi giây so với cùng kỳ. Lượng nước đổ về thượng nguồn sông Dương Tử vượt năm 2008, dự báo có thể lũ lớn ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử trong năm nay. Theo dữ liệu cho thấy, trong thời kỳ lũ mùa xuân của sông Dương Tử từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2009 đến năm 2015, lượng nước trung bình của Tam Hiệp là dưới 10.000 mét khối mỗi giây và giá trị cao nhất xuất hiện vào năm 2008, khoảng 17.000 mét khối trên giây. Sau mùa lũ, Trung và hạ lưu sông Dương Tử hứng chịu lũ lớn. Lưu Nhã Minh, Phó Tổng Tư lệnh của Bộ Tư lệnh Phòng thủ sông Dương Tử cho biết tình hình hiện tại về mực nước và kiểm soát lũ lụt của sông Dương Tử là rất nghiêm trọng và ông đã ngay lập tức nâng cao cảnh giác, cần có sự chuẩn bị để làm tốt công tác phòng chống lũ lụt. Thưa quý vị, vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại quận mới Quảng Minh, Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày thứ Bảy vừa qua. Số người mất tích đã tăng lên 85, Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc xác nhận. Ngọn núi ban đầu không trượt nhưng do đống đất nhân tạo đã gây ra vụ sạt lở đất, có nghĩa là thảm họa này là do con người tạo ra. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, từ các hình ảnh vệ tinh có thể thấy trong những năm qua rằng mỏ đá đã bị đóng cửa, thung lũng dần dần phục hồi và có thể nhìn thấy một lượng nước lớn. Nhưng vào mấy năm nay, thung lũng mỏ đá bị bỏ hoang và trở thành bãi rác và bên dưới thung lũng là khu công nghiệp. Từ những bức ảnh vệ tinh năm nay có thể thấy thung lũng đầy bùn đất. Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc chỉ ra rằng do lượng lớn đất thải tích tụ tại nơi đây và mái dốc của đống đất quá dốc nên gây mất ổn định và sụp đổ, sau đó khiến các tòa nhà lần lượt đổ sập như domino. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!